Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề của em. Mọi người muốn hàng liên hệ số điện thoại trên đây 0334 830 843. Rồi, theo dõi kênh bấm vô đăng ký nha. Hôm nay là video 23. Mình có mấy món đồ sau đây mọi người. Có vòi nước của Nhật. Mới về được hai cái vòi nước mọi người. Đó. Nước này xài nó rất là bền ha. Nó bánh đúc bằng đồng mọi người. Rồi nó mạ bên ngoài. Như là đây. Rồi mấy cái áo da cho mọi người nè. Con áo Moto Harley Davidson luôn nè. Moto Harley của Mỹ á. Rồi nên giới thiệu mấy món đồ sau đây ha. Đây, mã số 1 là cái khui rượu champagne, khui rượu vang của Italy mọi người nè, Italy nè, nó rất là đẹp, thiết kế nó làm rất là đẹp ha. Kích thước này. Cái này để khui nước ngọt được luôn nè, khui bia ha, khui nắp chai á. Cái này không biết chất liệu gì mọi người, nhưng mà nó mạ bên ngoài rất là đẹp, cầm cũng khá là nó chắc tay, nặng cứng. Rồi mã số 1 250.000. Đồ khui rượu. Số 2 là cây tripod máy chụp hình nè. Cái tripod này nhỏ gọn bỏ túi đi du lịch được nè. Cái này nó gắn chân máy chụp hình thông dụng nha mọi người, 1/4 inch đó. Mọi người xài cái máy điện thoại thì mua một cái bát kẹp ha. Bên ngoài cửa tiệm điện thoại nó có bán, hoặc ngoài vỉa hè cũng có bán nữa, rất là dễ. Nó nhỏ như vậy nè, gắn cái điện thoại lên ha. Cái bát nó chừng 15.000 là mình xài được ha, cho điện thoại. Rồi cái này nó rút gọn lại, nó còn có 24 cm ha, nó có thể kéo dài ra đây. Đây là một nấc của nó nè mọi người. Cái đầu bi trên đây thì nó có thể nghiêng đủ hướng ha. Rồi mình có thể kéo dài nữa. Đây. Kéo dài ra hết đo cho mọi người xem ha. Bây giờ ra nó sẽ đứng như vậy ha. Ba chân này. Và cây này kéo dài ra được khoảng 83 cm mọi người. 83 cm này. Chiều cao của nó. Là nó đứng bẹt cái chân ra. Mình có thể đứng đứng túm cái chân này lại được ha. Cho nó cao lên được một tí. Rồi. Đó. Vẫn đứng được. Nhấn mạnh chưa? Mình nó vô không rồi. Đó. Rồi chiều cao nó sẽ 85 cm.
rút gọn lại. Cái này nó bằng bằng nhôm nha mọi người, thân này bằng nhôm. Đó, bằng nhôm. Bên trong là cái này chất liệu là đồng thau. Không có hết. Đồng nó pha nó mạ này kia. Nên xài nó bền. Cái chân rút này xài nó bền. Của Nhật thì xài nó bền. Đó. Rồi mã số 2 600.000. Cây chơi bót máy chụp hình. Số 3 là cái cây thước Livo này. Cái Livo của thương hiệu SK của Nhật nha. Thông số của nó. Đây nó có hai mức nước khỉ nè mọi người. Một cái đứng, một cái nằm. Bên dưới có 500 nha, hai viên 500. Rất là tiện như mình xài. Xài cửa sắt rồi, hết giờ cái nó làm. Bắt in như băng ha. Cái kích thước nó là 45 nhân cho 5 cho 2. Rồi mã số 3 300.000. Thước Livo. Số 4 là cây ép tỏi nha mọi người. Cây ép tỏi nội địa của Nhật này. Thân là bằng nhôm. Nguyên cây bằng nhôm nha. Nè, nên xài nó rất bền, nó đúc rất là dày. Chắc 15 cm. Rồi ép tỏi có mã là số 4 nha, 200.000. Rồi số 5 là cái kèn harmonica của Yamaha nè. Cái kèn thương hiệu của Yamaha của Nhật nha. Logo của Nhật. Đó, còn nguyên zin nha. Này em hỏi thử âm thanh đó ha. Kèn này nó có 15 lỗ mọi người. Mặt mã nó là 15 m. Rồi mã số 5 nha, 350.000. Kèn harmonica của Yamaha Japan. Rồi số 6 là một cây cây rìu nha. Cái rìu này của đây thương hiệu nó nè, AXA. Logo nó là một con cọp nè mọi người. À, con cọp của Nhật nè, tiếng Nhật nè. Cán bằng cao su, đầu thép. Đặc biệt cái đầu này nó khắc nguyên cái hình con hổ luôn mọi người nè. Con hổ khắc rất là đẹp luôn đó. Khắc thủ công mọi người. Nó ngồi đục khắc nét ra ha. Hay còn nguyên bao nha. Cái này coi như là chưa sử dụng. Mà do nó tồn kho nên nó bị ẩm ướt nè mọi người. Nó ẩm ướt nó hơi rổ cái lưỡi này nha nè. Đó. Có rổ một tí. Chưa xài, chưa mài, chưa làm gì hết. Mà nó bị ẩm, nó rổ một tí, nó lưỡi nè mọi người. Mọi người xem kỹ nha. Đây. Búa, phần đầu đóng. Cạnh vuông. Cạnh này nhổ đinh ha. Nè, cái chức năng của nó. Nó đóng đinh chặt rồi. Bốn chức năng ha. Lưỡi số 4. Cái rìu này dài 33 cm.
Rồi nè. Nó nặng tầm 800g nha mọi người. Mới cân thử rồi nó 800g, 10g ha. Rất vừa tay để mình chặt, mình xài. Rồi cái rìu khắc hình hổ nè, mã số 6 nha, 1,1 triệu. Rồi tiếp theo là một cây dụng cụ thoát hiểm, Made in Japan, dụng cụ thoát hiểm của Nhật. Cái này để gắn trên xe nha mọi người, xe ô tô đó. Nó có một cái đầu hợp kim để phá kiến nè, có sự cố gì mình phá kiến để mình thoát hiểm không. Đây cắt dây an toàn nè, có lực cắt nè, nhưng cắt dây an toàn đó. Rồi của Toyota, Made in Japan nè. Rồi mã số 7, 250.000. Đây, bám là cây mẫu Buri nè. Đây và được một cây nữa mọi người. Cây này cũng còn đẹp nè. Đầu còn đẹp nữa ha. Còn có xu ở trong để giữ cái Buri luôn. Mẫu Buri xe máy á. Kích thước 25. Đầu lắc léo đủ hướng nè. Rồi mã số 8, 200.000, mẫu Buri. Số 9 là cái mũi khoét nha mọi người. Đây cái mũi khoét nè. Mũi khoét còn đẹp mới. Mũi khoét của Nhật. Mũi khoét chiên này, chiên khoét trần nè mọi người. Mấy trần thạch cao này kia. Khoét lắp bóng đèn, khoét lắp quạt rồi ok nè. Nó khoét tối đa được 120mm ha. Đây. Có cái hước để trên đây mọi người. Đó. 120mm. Này nhỏ nhất nè, được 27mm ha. Tối đa là 120mm nè. Là cái đường kính, cái vòng tròn nó khoét được ha. Mũi nè, hiện tại là mũi khoét gỗ nè. Lọt cái trần ok, khoét thật cao này kia. Lưỡi còn rất đẹp. Kích thước. Cái này nó chưa có dấu hiệu xài nhiều mọi người. Chắc nó xài có một lần ha. Lưỡi còn rất bén. Rồi mã số 9 nè, 400.000, mũi khoét. Số 10 là cái dụng cụ để mở lọc dầu, mở nắp đồ này kia mọi người, mở cái đồ tròn á. Cái đồ tròn nào cần mở mình bỏ vô mở. Này ví dụ như cái nắp chai nè ha. Đó. Đây, xíu này vô. Rồi mở ha. Này đang siết vô rồi. Nó bám rất là chắc nha mọi người. Đó, mở ra nè ha. Tương tự vậy đó. Mình mở nắp dầu này kia, lọc dầu rồi của xe. Mình dùng cái cảo này không mọi người. Giống như cái cảo vậy, nhưng mà nó dùng dây đai dây cao su. Dây này có bố mọi người, nó chắc lắm. 90 để 90. Rồi nó mở được cái vòng tròn tối đa nè, rất bự luôn á.
đây, cỡ mười mấy cm, 18 cm nha. Rồi cái dụng cụ này mã số 10 nha, 300.000. Cảo nắp, cảo tròn, cảo đồ tròn ha, nắp tròn này kia. Tiếp theo cây súng bắn keo của Hakko nha, xài điện 100V, 14W, nội địa Nhật, chỉ Nhật không đó. Cái này sản xuất Nhật luôn. Rồi test ok mọi người, rất là nóng luôn nha, ra keo ok. Cái này xài keo thông dụng nè, keo 10 mọi người, cái keo lớn lớn thông dụng mình hay xài. Cái chân này để nó đứng ha, đứng nhìn. Dây điện nguyên luôn nè, dây nguyên nguyên, xài điện 100V nè. Rồi mã số 11 nha, 400.000. Rồi tiếp theo 3 món mọi người. Rồi 3 cái vòi nước của Nhật, vòi nước hàng nội địa Nhật nha. Vòi này, cái van nước, van này bắt vô tường, bắt vô ha, để mình xả nước ra xài. Trong đợt này nó về hàng thì nó xài rồi nên nó cũng không còn đẹp lắm. Test ok mọi người, nó không có xì nước ha, chung vô nước không. Ở đây coi mấy cái phốt đây nè, không có xì. Cái này cũng nhẹ mọi người, nhỏ dầu vô ha, nó hơi gít nè. Đó, vòi này xài nó rất bền luôn á, bằng đồng, bằng đồng xi nha, nó xi ở ngoài. Đó, xài lâu với nó mòn lớp ngoài đi nè ha. Đó, cái vòi này nó xây được nhiều hướng nha. Bắt như vậy nó xây qua xi lợi được. Rất là hay. Rồi hai cái vòi với một cái co này mọi người. Cái co này cũng nói bắt gì bắt ha. Rồi cái này đường kính này là 21 mọi người. Nó găng thông dụng luôn. Rất là thông dụng luôn, 21 nha. 21 hết á. Bắt vô đây được luôn. Rồi 3 món. 3 món này mã số 12 ha, 800.000. Rồi tiếp theo một cái ấm của Nhật. À cái ấm này hiệu, hiệu này chắc nhiều người biết. Đây, Cook Vercel ha, là Vercel nó sản xuất đồ nhà bếp. Và Vercel thường mình thấy á mọi người, hãng Vercel chuyên dụng cụ. Nó còn cái thông số, cái giấy của nó. Chưa sử dụng mọi người. Cái ấm này là full nó bằng nhôm nha, cầm rất nhẹ, nó bằng nhôm nè, chống tinh luôn, nắp cũng bằng nhôm luôn nè, nhôm hết luôn. Nhôm cũng dày nha, nè, nắp nó một ly mốt luôn nè, nè. Một ly mốt rồi. Cán đó 3 ly 3, cái ấm thì 1 ly, nắp 1 ly 1. Đó. Đây có cái gờ để chặn cái nắp lại nè. Cái ấm này tầm, như nó có ghi trong đây là 3 lít mọi người. Đón tầm đó khỏi.
rồi không thấy nó ghi trong tiếng Nhật không, cũng không có thấy rõ. Mà cái này theo em nhìn thấy là nó tầm 3 lít nè, nè 3 lít nè mọi người. Ha, 3 lít ha. Rồi Tokyo gì nè. Tokyo US K Miroto 3 lít ha. Ấm này có thể diện tích là 3 lít. Đó, mã số 13 ha, 600 ngàn. Rồi tiếp theo về mấy cái áo, 4 cái áo này mọi người, 4 cái áo hàng cũ này. Áo da, áo da và áo khoác mình mặc đi xe, đi trời lạnh nữa thôi. Rồi cái con đầu tiên này nó da nó bóng nhẵn ha, bóng nhẵn chứ nó không có nhám, nó giống như dần ngựa vậy mọi người, nghe nó nhẵn trơn. Rồi có hai túi đây ha, hai túi phía trước. Là áo thì em đo kích thước cho mọi người dễ mình thấy và chính xác mặt ha, chọn mặt cho nó vừa nè. Chiều dài là 65, xin lỗi, cái chiều dài áo này là 63 nha. Đó, bây giờ 63. Rồi eo là 100. Rồi cái tay áo là 60. Rồi con áo này của Argentina sản xuất mọi người. Má đi là Argentina ha, Mỹ. Mỹ đó. Nè. Leader only. Da ha. Nó bằng da. Made in Argentina. Logo con trâu. Phía sau thì trơn, không có hình gì hết nè, trơn bóng nha. Rồi áo này mã 14 luôn rồi. Nó là 1m6 đến 1m65 mặc ok nha, chiếc cao đó. Cân nặng thì tầm 58 đến 63kg ha, hoặc vừa. Giá 850 nha mọi người. Con này da nó rất là mềm luôn nè, da mềm, còn nãy da nhẵn trơn, con này nó mềm. Đây con này kích thước nè, dài 65 nha, eo 90 tới 100, trên ngực 100. Tay áo là 57 ha. Này, con này của Hàn Quốc sản xuất nha mọi người. Hàn Quốc. Nè mọi người cũng thấy nó để thông số nè. Cỡ 1m75 mặt. Ha. 97 104 là cái vòng mà đo vòng eo á. Đó. 1m75. Đây, mặt sau cũng đen trơn bóng ha, đen không có hình, suông đen hết nguyên con. Rồi con này mã 15 nha, 1m7 mắt 75 mặt được nè, 70 đến 75 kg.
Rồi. Mã 15 nha, giá 700 ngàn. Rồi, tiếp theo con áo của Hanley Davidson rồi. Ha. Logo con chim đại bàng. Bên đây cái logo gì nữa nè, Cali đây nha. Rồi, áo da có túi. Hai túi hai bên nè. Rồi ba túi, đây có cái túi nhỏ nè. Da dày mềm. Cái form nó là rộng nha mọi người, form nó kiểu rộng, mặc vô nó kiểu nó rộng rộng. Đây bên trong con này size M da, chất liệu da ni lông Indo sản xuất nha mọi người, con này của Indo sản xuất, made in Indo nha. Đây hiệu nè, Indonesia nè. Đây, cái con này là size cũng lớn đó, 65 nha mọi người, chiều dài nó 65 65 nhân eo tới 95 500 eo bự. Rồi tay áo là 57 nha. Cái tay 57. Đây phía sau rất là đẹp luôn nè. Đó. Nguyên cái logo con chim đại bàng luôn. Harley Davidson. Cycle mô tô nè, ha. Dành cho hội mô tô, đi mô tô ha. Rồi con này là kích thước là một, chiều cao cỡ mét 7 ha, mét 75 mặt thôi mọi người. Mét 7, mét 75 mặt. 75 80 kg ha. 85 kg vuông cỡ. Nó là cái form nó rộng á. Cỡ 75 80 mấy kg cũng được. Rồi, mã 16 ha, 1 triệu 1. Con áo hấp lay nha mọi người. Rồi, theo con áo này. Con áo này da nó rất là màu rất là đậm. Nó giống như da lộn mọi người. Không, da nó da mài mọi người. Cái da này đúng mọc luôn nhưng mà nó mài cái lớp ngoài đi. Nó mài cho nó nhẵn, nó mềm đi. À, chứ không phải lộn nha. Thường lộn nó sẽ như lông, còn này nó vẫn là da nhưng mà nó mềm, nó mài cho mềm. Em nghĩ là vậy. Rồi áo này là 4 cái túi nha. Rồi 4 túi nha mọi người, là 4 túi phía trước luôn. Hai túi bên hông với hai túi sọt xuống. Nắp, túi nắp. Con này cũng cỡ con Harley mặt. Chung là nó cỡ 65 nè, chiều dài 65. Eo là rất bự luôn nè. Eo tới 100. 100 luôn mọi người. Tay áo là 65 luôn. Tay áo 65 luôn á. Đó bên trong. Tại em nè. Con sản xuất tại China, thương hiệu nè. CL China. Rồi, mặt ngoài mặt lưng thì nó cũng một màu như vậy ha, màu vàng. Vàng da bò. Rồi, con này 1m7, 1m75 mặt ha, 75 đến 80 kg. Mã 17. Giá 1.200.000. Đây. Rồi, xin chào mọi người.